Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV, chuyên đề giao lưu chia sẻ hoa mẫu đơn, báo giá hoa mẫu đơn nha quý cô chú. Thì ngày mới kính chúc quý cô chú nhiều sức khỏe, anh em mọi miền thành công, may mắn trong ngày mới ha. Thì hôm nay mình quay trở lại nhà vườn của anh bé, có một lô Mỹ Hồng thì hôm ngày hàng nóng. Hôm nay có một lô anh đang thuần chậu để lên chậu. Và hiện tại thì quý cô chú nào mà muốn thuần chậu cho nó chắc ăn, cho nó khỏe thì cái lô này hứa hẹn là sẽ rực rỡ nha. Lô này thì cũng hàng nóng mới đem về mà anh cũng thần chậu lên, cái hoa nó khỏe, nó tươi xanh như thế này nè. Rồi mình sẽ vào gặp chi tiết anh bé để báo giá một số loại cây trong vườn hôm nay ha. Rồi chào anh bé, bé ơi. Rồi chào Pháp Thái, chào tất cả bà con cô bác đang xem kênh Pháp Thái TV. Tên bé ở Tân Dương, Lai Dung, Đồng Tháp, số điện thoại là 0898946848, nó cũng là số Zalo của em. Hôm nay em có về một số cây Mỹ Nhung lá lớn, cam Đài Loan, trang vàng tàn thông. Muốn giao lưu với bà con trên mọi miền đất nước à. Đặc biệt là vườn mình bao sống bao ship luôn ha. Dạ, bao sống bao ship à. Đây, dòng này là Mỹ Nhung lá lớn nha quý cô chú. Để không mất thời gian vô cây số 1 à. Số 1, rồi mình cho chiều cao luôn. Rồi, cây số 1 là cây đỏ nhung lá lớn, có chiều cao là 90, tán ngang 80. Dòng này cái hoa nó rất là to và nó đậm màu huyết luôn nha quý cô chú ha. À. Dòng này thì hoa sai hoa. Cây này có hoành 5,5 em tính 5 luôn nha, nó khoảng bằng ngón tay giữa mình nha. Này một cốt lên hai thân. Để chưa khui nha bà con, này thoát thân khoảng 2-3 cm. Chi cành này về mình vô dây là ok luôn. Coi giá luôn. Rồi, cây số 1 em giao lưu là 350.000 luôn. 350.000, bao sống bao ship cho bà con luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 cây đỏ nhung luôn. Cây này một cốt thoát thân ha. Cây này thoát thân khoảng 25 nha. Cây này kẹo búp hết trơn nha bà con. Rồi, cho thông số luôn. Cây số 2 có chiều cao 80, tán ngang 60. Đây đây đây, búp bà con thấy lên nè, lên búp lên hoa nở nè. Cái này mà trồng mà nếu như sung ha, cái cánh hoa nó nở, cái bông nó bằng là cái tô của mình vậy đó. Hoành 5,5 tính 5 luôn nha, là nó khoảng bằng ngón tay mình nha. Không chỏ ha. Không chỏ. Này thoát thân luôn, cây rất là sạch nha. Thoát thân 25. Rồi giá luôn. Rồi cây số 2 em giao lưu 350.000 luôn. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 3. Số 3 là cây đỏ nhung luôn nha. Cây này một cốt mà gom cái tàn rất là đẹp nha bà con. Đây đây, cái hoa nó đậm vậy nè. Ôi nó đậm mà cái cuốn nó đỏ nè. Rồi thông số luôn bé ơi. Rồi cây số 3 có chiều cao 1m, tán ngang 70. Cây một cốt. Hoành 6. Hoành 6, thoát thân luôn. Thoát thân 25. Rồi giá luôn. Rồi cây số 3 em giao luôn là 350.000 luôn. Rồi đổi cây luôn. Thường cái dòng này lên chậu thường nó lên tùm lùm bụi nha bà con, mấy cái cây công trình đó. Mà cái lô này là đáng sưu tầm ha, thoát thân luôn. Cây một cốt rất là chuộng nha. Rồi mã số 4. Mã số 4 là có chiều cao là 90, tán ngang 60. Vẫn là Mỹ Nhung luôn. Mỹ Nhung là lớn cái hoa vậy nè. Hoành 5 nha, là nó bằng tầm khoảng ngón tay mình nha. Thân rất là sạch ha. Thoát thân 30. Rồi giá luôn. Rồi cây số 4 em bán là 350.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Lô này rất là đẹp luôn. Tên tiếp, mã số 5. Đặc biệt một cốt thoát thân chia cành rất là đều. Lên kẹo búp cho nha. Cây này về tới nhà quý cô chú là nở ha. Nè, hoa vậy nè. Đỏ thắm luôn. Rồi, cây số 5 có chiều cao 1m, tán ngang 90. Cơm tàn chia rất là đều. Hoành 5,5 em tính 5 luôn nha, là nó tầm khoảng ngón tay mình nha. Lô này dao động từ bằng ngón trỏ. Rồi thoát thân 30. Rồi giá luôn. Rồi cây số 5 giao lưu 350.000 luôn. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 6. Mã số 6 này là cây đỏ nhung luôn nha. Cây này phơm tàn ok ha, bông hoa nè, sum xê. Cây này có cái nó lòi củ đế lên, củ đế đẹp nha. Rồi thông số cái cây này luôn. Rồi cây số 6 có chiều cao 80, tán ngang 60. Cây này hoành 6 nha. Hoành 6 này đế nôm rồi ha. Nôm ra nè, nhô lên rồi. Đặc biệt cái nhánh này nè, bà con về mình giữ một cốt lên tới đây là nó gom rồi nè. Mình chiết cái nhánh này ra nè, nó vẫn giữ cái tàn lại nha. Rồi giá mã số luôn. Rồi cây số 6 có chiều ngang 80, tán ngang 60, 300.000 luôn. 300.000. Rồi xuống cây luôn.
Cây số 7 là cây chen vàng tàn thông nha. Vàng tàn thông. Vô lô này tàn quá ngọt. Đang lên bông lên hoa, đang lên búp ha. Lô này về chắc đón Tết luôn nè quý vị ơi. Này. Lên nụ rồi nè. Hoa rất là tươi luôn. Mịn mít. Rồi, thông số luôn. Rồi, cây số 7 có chiều cao 1m2 tới ngang 70. Hoành 13. Hoành thân này là 13 ngay cái vị trí này ha. Ngay cái ôm cái nhánh bên đây luôn, 13, 14 tính 13 luôn. Ngay cái vị trí eo đi. Này mình đo hào hảo mà. Đo thông số cho bà con biết thôi, này cái đế xuống nữa nha bà con. Còn khui, nhưng mà cây bao một cốt ha. Một cốt. Đó. Rồi giá mã số luôn. Rồi cây số 7 em giao luôn là 450.000. 450.000. Rồi xuống cây. Vàng tàn thông. Lên tiếp theo, mã số 8. Phồn hoa quá đẹp bà con. Lô này nở là gai Noel là bắt đầu tới Tết. Dài tới luôn, tại vì cái lô đọt non nó còn nhiều. Rồi thông số luôn. Cây số 8 có chiều cao 1m2 tới ngang 70 luôn. Hoành là 13,5 em tính 13 luôn. Rồi, cây này nó hốc thân thấp nha. Cái này mình về mình khui là nó một cốt rồi. Một cốt. Giá luôn. Rồi, cây số 8 450.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tàn thông rất là mịn nha bà con. Vô một form 1. Mã số 9. Mã số 9 là cây vàng tàn thông nha. Cái hoa màu vàng nó tươi lắm nha bà con. Nè. Đang lên búp nhiều lắm. Lên đóng nụ. Rồi thông số luôn. Rồi cây số 9 có chiều cao 1m2 tán ngang 70 luôn. Cái này hoành 9,5 gần 10 em tính 9 luôn nha. Đây cái này có thất thân ha. Còn khui xuống luôn này phát thân khoảng 4-5 cm. Chi cành dăm cành nào con, đặc khư luôn. Rồi giá luôn. Rồi cây số 9 là em giao lô 450.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Cái lô này nó có cái ba rem sẵn rồi. Về mình muốn qua một đợt khoa cái mình nó ra là nó cũng dẫn cái tàn dữ vậy luôn. Mã số tiếp theo. Mã số 10. Tàn thông giót đọt. Này nè, lên búp. Cây rất là sung nha bà con, tươi xanh luôn. Rồi thông số luôn. Rồi mã số 10 có chiều cao 1m2 tán ngang 70 luôn. Cái này là đo có trừ hao hết nha bà con. Hoành gốc là 10,5 em tính 10 luôn. Cây này một cốt luôn. Này nó thốt thân thấp nha, thốt thân khoảng 2-3 cm thôi. Rồi giá luôn. Rồi cây số 10 này em giao lưu là 450.000 luôn. 450.000, cái tàn quá mịn luôn. Rồi đó cây. Bao phí ship cho bà con rồi, bao sống cho bà con luôn nha. Đó. Đặc biệt nhà vườn thì gửi tới bà con xem tham khảo nha. Rồi cây số 11. Phơm tàn, cây này lên rất hoa. Xá hoa luôn, tàn rất là ngọt. Rồi cây số 11 có chiều cao 1m1 tới ngang 70. Vàng xương à, đặc quánh luôn. Rồi hoành 11 luôn nha bà con. Hoành thân trên 11 tính 11 đây. Rồi. Này khui xuống được đó nha. Này rồi. Em lên bầu em chưa dám khai thác nha. Rễ nó ra như giá vậy đó, trắng tươi luôn. Rồi cây số 11 giao lưu là 400.000 luôn. 400.000. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo, mã số 12. Tàn thông. Mã số 12 cây chen vàng tàn thông nha. Rồi thông số luôn. Rồi cây này có chiều cao 1m1 tán ngang 70. Hoa nè. Một cốt nhưng mà thoát thân hơi thấp. Rồi hoành 15 em tính 14 luôn. Ngay vị trí eo này nha bà con. Ngay eo này. Nè, rễ nó ra như giá vậy nè. Rồi giá luôn. Rồi cây số 12 này em giao luôn là 400.000 luôn. 400.000 mã số 12. Rồi đó cây luôn. Mã số 13 là cây cam Đài Long nha bà. Cam Đài Long mã số 13. Dòng này hoa nó rất là cứng và nó cái nhánh nó cũng cứng luôn và nó nở nó hướng lên trên vậy nè, nó không khi nào nó xệ chân. Rồi thông số luôn. Rồi cây số 13 có chiều cao 90 tới ngang 70.
Cái hoành này là hoành 5,5 em tính 5 nha. Nó đế khoảng ngón tay mình nha. Đế này mà còn khui xuống được ha. Còn khui xuống chưa thấy đế. Này thất thân 20 trên 20 đi. Thất thân 20. Rồi giá luôn. Rồi cây số 13 này em giao luôn là 350.000 luôn. 350.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 cây cam này lon. Cái hoa này mà còn thấy nó cứng, cánh nó dày lắm. Đây đây, nằm cánh luôn nè, ngôi sao luôn nha bà con. Ngôi sao luôn. Rồi cây số 14 có chiều cao 80 tới ngang 50. Cây này hoành 6 nha bà con. Thân rất là sạch nha, thân không có tì vết nha bà con. Rồi cái này thoát thân phân cũng cỡ 2 tấc luôn đi. Rồi cây số 14 này em giao lô 300.000. 300.000 luôn, rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 15. Cam Đài Loan luôn, mỗi tược mỗi hoa. Có hoa xum xê cho con về chơi luôn nè, hoa vậy nè. Rồi, thông số luôn. Rồi, mã số 15 có chiều cao 90 tới ngang 60. Cái này hoành 6 nha bà con. Này mình khui xuống nó còn lớn nữa nha bà con nè. Khui xuống còn lớn, còn này, đế chứ nha, tại chưa khui nha. Thân 20 đi. Rồi, thoát thân 20 luôn. Cây số 15 này em giao lưu là 300.000 luôn. 300.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha bà con. Ồ, giá này hợp lý nha bà con. Bao gồm phí ship luôn nha. Rồi, cây số 16. 16 vẫn là cam Đài Loan luôn. Bông hoa sum suê, mỗi tược mỗi hoa. Rồi, thông số cây luôn. Cây số 16 có chiều cao là 1m tới ngang 80. Cái này có hoành 5 nha, ở khoảng bằng ngón tay chỏ mình nha. Rồi, cái này thoát thân trên 2 tấc ha, có 2 tấc rưỡi ha. Khoảng 2 tấc rưỡi. Rồi, giá luôn. Rồi, cây số 16 là 350.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo. Cây số 17. Mã số 17. Bông hoa thì xum xê. Mỗi cái trời nó lên mỗi cái hoa. Rồi, thông số luôn. Rồi, cây số 17 là có chiều cao 80 tới ngang 80. Cái đế còn sâu dưới nha. Sâu dưới nha. Cây này có hoành 5,5 tính 5 luôn, là nó tầm khoảng ngón tay chỏ của mình. Đế này còn khoảng 2 lóng tay nó mới tới cái đế. Sâu. Rồi, thoát thân khoảng 20. Rồi, giá luôn. Rồi, cây số 17 này em giao luôn là 350.000. Rồi, 350.000, mã số 17 xuống cây luôn. Mã số 18. Mã số 18. Cây này lan lên búp nhiều nha bà con, về tới nhà là nở. Cái này về tới 3-4 ngày nữa về nhà bà con là nở bông nha. Cánh nó gầy dày to. Rồi, thông số luôn. Cây này một cây cốt. Cây số 18 có chiều cao 70 tới ngang 65. Cây này hoành 5 nha. Đế này chưa khui luôn, để nguyên vậy cho cây nó sung ha. Rồi, cái này thoát thân khoảng 20. Rồi, giá luôn. Rồi, cây số 18 em giao luôn là 300.000. 300.000, phải số 18. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 19. Mã số 19 là chân dài nha. Quá. Wow. Cây này tông mỗi đẹp. Đọt mỗi hoa. Mới nở nó lên màu cam cam vậy, khi mà hoa nó già nó ra màu đỏ cam nha bà con nè. Rồi, thông số luôn. Rồi, cây số 19 có chiều cao 1m tới ngang 55. Cây này thoát thân cao nha bà con. Cây này hoành 5,5 tính 5 luôn nha. Thoát thân là 35. Rồi, giá luôn. Rồi, cây số 19 em giao lưu 300.000 luôn. 300.000, rồi xuống cây luôn. Mã số 20. À. Rồi, thông số cây này luôn. Mã số 20 có chiều cao 90 tới ngang 65. Đây, cái hoa bà con thấy nó bự nè, nó to nè. Cái bàn tay mình chùm vô vậy là không giáp luôn á. Cây này có hoành 6 nha bà con. Thoát thân 15. Đế này chưa khui nha bà con, lô đế này còn sâu dưới nha. Rồi, cây số 20 giao lưu 350.000 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo, 21. Mã số 21 cây cam Đài Loan. Đây 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 đây, mấy cái hoa này nở, còn mấy cái búp này nó còn dữ lắm luôn. Mấy cái chòi còn sót lại nó nở hoa, nó búp hoa nè, nè. Ốc nụ chân rồi. Rồi, thông số luôn. Rồi, cây số 21 có chiều cao 90 tới ngang 50. Cái này hoành 5,5 em tính 5 luôn nha, là nó tầm khoảng ngón tay chỏ mình nha. Này mình khui xuống dưới là ở dưới là 6 là còn sâu nữa. Này thoát thân luôn. Thoát thân 20. Rồi, giá luôn.
Rồi cây số 21 này em giao lưu là 350.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Cây số 22. Mã số 22. Cỡ vẫn là cam Đài Loan. Hoa nó rất là... Rồi thông số luôn. Rồi cây số 22 có chiều cao 90 tới ngang 60. Cây này à... có hoành 5 nha. Hoành 5. À... tầm bằng ngón tay mình. Rồi cây này thốc thân tháng 3 tắt quá. Thốc thân 25. 25. Rồi giá luôn. Rồi cây số 22 này em giao lưu 300.000. Rồi đó cây luôn. 300.000. Tiếp theo. Mã số 23. 23. Vẫn là cam Đài Loan luôn. Cây một cốt chia cái tàn. Bông hoa rất là cứng nha. Rồi, cái này cho thông số luôn. Rồi. Cây số 23 có chiều cao 80 tới ngang 65. Cái này hoành cũng tầm khoảng 5 nha bà con. Hoành 5. À, thoát thân một tấc. Rồi giá luôn. Rồi cây số 23 này em giao lưu là 300.000 luôn. 300.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo, mã số 24. Rực rỡ hoa nha bà con. Nào. Hoa cánh dày to. Dòng này nó nở cũng lâu tàn lắm nha. Nào. Rồi thông số luôn. Rồi mã số 24 có chiều cao 90 tới ngang 70. Cái này hoành 5 nha bà con. Đặc biệt một cốt và thất thân rất là sạch nha. Không có tì vết. Này thất thân 2 tấc đi. Thân khoảng 15. 15. Rồi. Cây số 24 này em giao lưu là 350.000 nha. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 26. Mã số 26 cây cam Đài Loan. Lâu này em có mười mấy cây nha. Cây số 25. Mã số vừa gọi là 24. Lộn. Số 25 nha bà con. Lộn nha bà con. Hoa vậy nè. Rồi thông số luôn. Rồi cây số 25 có chiều cao 70 tới ngang 60. Cây này hoành 5,5 em tính 5 luôn nha. Thóp thân 20. Rồi giá. Rồi cây số 25 này em giao lưu là 300.000. 300.000 cho một cây cam Đài Loan. Bao phí ship tận nhà là cho bà con luôn. Đặc biệt bao sống nha. Rồi mã số tiếp theo. 26. 26. Vẫn là cam Đài Loan. Dòng hoa màu đỏ cam này nó nổi trội hết trơn nha bà con. Đó. Rồi thông số luôn. Rồi cây số 26 có chiều cao 80 tới ngang 70. Cái này hoành 5 luôn nha. Đặc biệt lô này một cốt. Thoát thân 15. Rồi giá luôn. Rồi cây số 26 giao lưu là 350.000 luôn. 350.000 mã số 26. Đổi cây luôn. Ồ, mã số 27, cây này nó lùng mà lực ha. Lùng lực nha, và mỗi đọt mỗi bông nha bà con. À. Rồi, xe. Đây, hoa nó ra vậy nè. Rồi, thông số luôn. Rồi, cây số 27 có chiều cao 80 tới ngang 70. Bông hoa. Này một cốt nha bà con. Cây này có hoành 7 nha. Mình xét gốc nha, hoành 7. Này mình tại mình này cái bầu cho cây nó vững chứ một cốt này ha. Nè, một cốt. Rồi, giá mã số luôn. Rồi, cây số 27 này là em giao lưu 350.000 luôn. 350.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 28 vàng hường, đọt xanh mông đậm. Mã số 28 kêu vàng hường nha. Cái này trên chậu. Em mới vô chậu khoảng vài ngày thôi nha, về khách đặt thì em rút chậu nha bà con. Mã số 28, đây cái hoa nè. Xay cái hoa tơ bên kia nó nở lên rất là đậm. Đây nè. Hoa lên vậy nè. Rồi thông số luôn. Rồi cây số 28 có chiều cao 1m tới ngang 90. Về này cây này vô dây là ok nha bà con. Phong tàn rất là đều. Hoành 6,5 em tính 6 luôn nha. À, cũ chưa khui nha bà con. Nó còn sâu dưới nha. Cây này thoát thân 15. Rồi giá luôn. Rồi cái này em giao lưu là 450.000 luôn. 450.000 bao phí ship. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 29 là mã số cuối cùng luôn nha. Mã số 29, một cái cây vàng cam lá lớn. Tại dòng này nó chung với dòng mỹ nhung lá lớn đó. Lá nó vậy nè, cũng kêu bằng lá bơ. Có một số anh em chị em là kêu bằng Mỹ vàng Tiền Giang nữa. Kêu đủ cách kêu hết ha. Rồi thông số luôn, cây này quá xa hoa. Cây số 29 có chiều cao 80 tới ngang 1m1. Bông quá xa to nha bà con.
mà nó nở rồi, tới chừng mà nó gần tàn cái nó muốn chuyển sang màu đỏ luôn đây nè. Dòng này đặc biệt nó vậy, là vậy đó. Đây nè, có cái cuốn màu đỏ luôn nè. Kẹo hoa chân nè. Cây này có hoành 7 rưỡi em tính 7 nha. 7 rưỡi tính 7 ha. Khui xuống dưới còn nữa nha. Đây, dưới cái còn lớn hơn nữa. Cộng đế này là thấy nó nhô lên cộng nè. Màu cốt nhau con, thấp hơn khoảng 3 cm. Rồi, cây số 29 em giao lô với giá là 600 ngàn luôn. 600 ngàn, mã số 29. Vàng rồi, cam. Mã số 29 là cây cuối clip luôn. Rồi, cuối clip luôn bé. Rồi, cuối clip em xin chúc cho bà con có buổi xem kênh vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Cũng xin cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong hai clip trước nha. Rồi, hẹn gặp lại anh vào cái clip tiếp theo ha. Nếu như bà con lựa chọn cho mình những cái cây ưng ý nhau con. Đây là dòng hoa rất là đẹp nha. Nãy giờ mình báo giá sương sương mấy cái lô này thì bà con xem tham khảo, và cần thì cứ liên hệ cho anh bé ha, gửi cây tận nhà bao phí ship bao sống cho bà con. Pháp Thái TV kính chúc cho bà con nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo.